Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và như vậy sau khi video này một ngày đủ 1.000 like, và cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video này cũng như là theo dõi trên kênh Akari Gaming, thì mình đã nhận được 1.000 like. Thì mình đã hỏi về bạn cá tinh danh của cái mẫu bay thủ nhà của bạn này. Thì mình sẽ review về cái mẫu bay cũng như là copy của mẫu bay thì này, thì chắc chắn là mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở phần mô tả của video này rồi. Vì bạn ấy cũng đã gửi luôn cho mình mà, bạn ấy quay video rồi cũng như quay gửi link các kiểu luôn cho mình rồi. Đó, nếu bạn nào mà có những mẫu bay tốt thì hãy liên hệ với cả mình theo cái tin nhắn ở Facebook cũng như là email của mình, rồi mình sẽ review. Nếu cũng, nhưng mà các bạn mẫu bay của bạn phải là hiệu quả các bạn nhá. Rồi, bây giờ thì xem qua lại mẫu bay này một xíu nào. Vâng, như vậy là rất là trống ở khu vực này. Vâng, nhà chính rất là ngon ăn, nghĩ cực kỳ ngon ăn luôn anh em nhé. Vâng, thanh niên đúng là cáo tình danh. Đặt cái nhà hội thành ở đây thì bố con thằng nào dám vào, nhất là mấy thanh niên hôn bé đúng không. Và như vậy thì nó thủ được cái việc chống 2 sao là khá tốt đấy anh em ạ. Chưa kể bên cạnh đó là bởi vì thời điểm này có rất nhiều người chơi đánh bằng lính bộ, nên thanh niên này sắm cái Inferno 1 tia luôn, không thèm chơi nhiều tia. Tuy nhiên là Expo thì vẫn để là cả phòng không với cả là mặt đất luôn, cả hai cái các bạn nhá. Tập trung dồn tài nguyên về một góc. Vâng, ông nào thích ăn lên đấy mà lấy. Đó, cho cúp chỉ nhận. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những trận thủ nhà thành công của người chơi cáo tinh danh ở rank huyền thoại các bạn nhá. Nên nhớ là thao hôn 10 leo rank huyền thoại với cái mẫu bay này. Ok, let's go. Oh my goodness. Vâng, như vậy là một thanh niên huyền thoại. Vâng, Aman đánh với, vâng, ở cấp độ thao hơn 13. Vâng, có Royal Champion là biết thao hơn 13 rồi còn gì nữa. Vâng, đấy, vâng, như vậy là đập thẳng vào khu vực nhà chính này luôn. Phải chăng đây cũng là một thanh niên bay cúp rồi? Valkyrie vào đây ăn ngay bom bẫy với cả là Tesla ở đây rồi. Thả hồi máu này. Vâng, lính thủ nhà đâu hết rồi? Vâng, trận này người chơi còn không có lính thủ nhà. Ồ, ảo thế. Bay cúp mà quên à. Vâng, chắc là hết giờ bị kích ra, không kịp xin quân thủ nhà đây mà. Vâng, như vậy là Valkyrie chạy lòng vòng hết rồi. Vâng, một đội quân của nhà chính tha hơn 13 mà đánh không nát nhà này thì cũng buồn cười. Vâng, đánh Wizard với cả là Valkyrie. Chết sạch luôn, vâng, Valkyrie mắc cấp độ, Wizard mắc cấp độ các bạn nha. Kinh đấy. Ông đánh cũng vui đấy ông ạ. Vâng, ông thần này, vâng, đi bay huyền thoại mà ông ảo thật. Vâng, đấy, thao hơn 13 đánh không nát rồi anh em ạ. Vâng, nhìn cái kiểu này thì vâng, ba ôi. Vâng, thả quả hồi máu đẹp trai thế ở trời. Vậy mà cũng lên được huyền thoại, giỏi. Quá giỏi đến từ thanh niên này. Vâng, bây giờ thì tính sao đây anh ơi? Vâng, tha hơn một mẫu bay là tha hơn 10 leo rank huyền thoại mà bị nhà 13 đập không nát anh em nhá. Này thì Wizard với chúng tôi này. Ôi, thằng này máu khỏe thế. Đúng là Wizard cấp 9, 4 phát mới chết. Đấy, tình hình thế nào anh ơi? Vâng, chơi hay nghỉ đây anh? Vâng, chắc là vợ gọi. À không, đây đây, vẫn thi đấu đấy chứ. Rồi, Royal Champion, vâng, xông vào, cuồng nộ luôn. Vâng, đừng thả đâu không thả, vâng, ăn ngay cái Inferno 1 tia. Vâng, xin mời bạn ra đi. Ô, Queen với cả là đại quản giáo đâu em ơi? Thanh niên này đùa à? Vâng, một pha trôn cực mạnh rồi. Đấy, không phải muốn ăn ở thao hơn 10 là dễ đâu nha. Vâng, vâng, cho đại quản giáo chết toi luôn. 19 cúp thôi, 62% các bạn nha. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến một trận thi đấu rồng điện của tha hơn 11 đập nhà này. Nhưng bây giờ đã có lính thủ nhà ở đây rồi. Vâng, Wish với cả là Baby Tiểu Long ra thi đấu. Ôi trời ơi, nó giật một phát chết cả Wish cả Baby rồi. Rồi, vâng, đội quân của đội bạn dàn ra cũng đấy, anh em thấy không? Bom bay ở khu vực nhà chính là rất đông luôn. Rồi, rồng bị co cụm ở khu vực này rồi. Và đại quản giáo cũng đã chạy về bên này để hỗ trợ, còn cánh bên kia là xịt rồi.
Inferno một tia đang phát huy tác dụng rất tốt, nó đốt chết con rồng điện luôn các bạn nha. Như vậy là đã bị lệch mất một góc rồi. Cách bố trí Air Defense với cả là Inferno cực kỳ thông minh này, hợp lý đấy. Như vậy rồng điện vào không ăn được cây này sẽ chết thôi. Vâng, số nó đỏ thật. Bây giờ mới đi Super Queen vào. Một thanh niên ở tha hơn 11 đấy các bạn nha. Vâng, đánh rồng điện hẳn hoi đấy. Rồng điện cấp 2 rồi đấy. Vâng, ăn nhà tha hơn 10 không nát. Được, đẹp trai lắm bạn ơi. Vâng, đại quản giáo cất skill về bảo vệ bản thân thôi. Còn rồng điện chết kệ nó. Đấy, nhưng thực ra nó dùng để cứu con Queen ở đây này. Nó tính cả rồi đấy. À vâng, kệ Queen luôn. Ôi trời ơi, bùm, chết luôn cả trụ à chờ kia. Nhỏ nhèm lắm em ạ. Vâng, cứ nghĩ bạn tha hôn 11, bạn đi đánh tha hôn 10 là bạn ăn ư? Ông ăn ở bay nào chứ không phải ăn ở bay cáo tinh danh huyền thoại này đâu. Vâng, đời không như là mơ em ạ. Và như vậy là rồng điện đánh không nát một nhà tha hôn 10 leo rành huyền thoại với cái mẫu bay này các bạn nha. Chính xác rồi nha, 90% không toe tí nào luôn. Quả này mà toe là mất 54 cúp. Nhỏ lắm em ạ. Vâng, tiếp theo rồng điện balloon nữa đến từ một người chơi tha hơn 11. Úi trời, vâng, toàn dân chơi vâng tha hơn 11. Vâng, nghĩ các anh quân mạnh, quân khỏe, quân đông là ăn được tha hơn 10 sao? Cái gì vậy bạn ơi? Rồi đấy, vâng, dọn luôn được 2 Air Defense không? Vâng, dọn được 1 Air Defense thôi. Vâng, như vậy bây giờ là người chơi này tiếp cận ở một cái hướng đánh khác các bạn nha. Vâng, nó nằm ngoài tầm rồi. À không, vẫn bắn kịp kìa. Ồ, lâu lắm rồi mình mới thấy mấy cái bắn chiu chiu này của cái Air Defense này. Đẹp phết nhỉ. À, như vậy là đổi hướng tấn công cho bên này. Vâng, trận này lại không có lính thủ nhà. Vâng, thanh niên này bay rank lúc này là đang ở rank Titan 1 lên huyền thoại đấy các bạn này. Đấy, mẫu bay leo rank huyền thoại mà. Vâng, bạn ấy thủ lên được đến đây luôn. Kinh khủng khiếp. Đấy, mình cho các bạn xem để thấy được vâng cái mẫu bay nó hiệu quả đến mức nào. Vâng, đại quản giáo vâng còn đúng không thấy máu ở đâu nữa mà vẫn kịp gồng lên. May mà có chế độ tự động. Đóng băng lại đi kìa. Inferno một tiện nó đốt chết sạch bây giờ. Chết luôn. Vâng, đẹp trai lắm em ạ. Vâng, cậy dòng điện ở tha hơn 11 là ngon à. Bây giờ lại thêm một bạn đứng chơi vâng đấm tường à Golem ở góc 6 giờ thế kia nữa thì cũng chịu rồi. Vâng, một thanh niên là bay cúp. Vâng, cất tất tần tật toàn bộ spell về lại cho cái đội quân còn lại thì chính là King với cả là một em dòng điện dưới này nữa. Rồi, à, vâng, em Queen không thấy dấu hiệu của máu. Vâng, đi bụi luôn. Rồi, đục được tường rồi, may mắn quá. Vâng, đục được tường thì vào đây là gần chết luôn. Vâng, này thì dòng điện với chúng tôi này. Vâng, bạn tính sao? Bây giờ thế nào? Đấy, bom bẫy để đặt chặn mấy em rồng điện là rất nhanh tay luôn các bạn thấy không? Câu giờ cực giỏi luôn. Vâng, giờ ông có thả cuồng nộ không nào? Hỏi lần nữa nào. Vâng, cuồng nộ đóng băng ông có chơi không? Vâng, quyết tâm không chơi. Vâng, vậy thì thôi. Bye bye trận thi đấu 3 sao với bạn nha. Vâng, chủ nhà rất thành công. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một trận thi đấu. Vâng, như vậy là full 14 con rồng lớn ở tha hôn 13 mắc cấp độ cấp 8 đánh nhà tha hôn 10. Cái gì vậy? Vâng, chơi theo kiểu lấy thịt đè người các bạn này. Vâng, khu vực nhà chính nó làm cho bầy rồng co cụm lại hết ở đây rồi. Vâng, tập trung đúng một cái mũi này để cho anh em ở trong thoải mái. Vâng, bắn tỉa và thổi gió nó gây ảnh hưởng rất lớn đến bầy rồng. Vâng, nhìn cái bầy rồng này cực kỳ nguy hiểm. Vâng, cực kỳ hung hãn xông vào trận thi đấu này luôn. Và đội bạn đã không còn đồ chơi để hỗ trợ nữa rồi. Bầy rồng bây giờ phải tự mình vươn lên thôi, không có thuốc hỗ trợ đâu. Đấy, tha hôn 13 xuống đập luôn đấy các bạn nha. Đánh khét đèn lẻ. Bầy cứng thế. Vâng, bảo sao mà lên được huyền thoại ở tha hôn 10. Đấy, tấn công
tốt là một phần, nhưng cái việc thủ bay, cái mẫu bay của các bạn chống được 3 sao nữa thì nó mới góp phần đẩy lên bạn nhanh hơn trong cái chặng đường bay cúp huyền thoại cũng như là Titan các bạn nha. Và mình sẽ luôn chia sẻ những cái mẫu bay, những cách đánh mới bay cúp hiệu quả, đánh vua tốt để anh em thoải mái tham khảo. Và các bạn đừng tiếc gì lượt like, share, đăng ký kênh Akari Gaming, ấn hình chiếc chuông để cập nhật những thông tin mới nhất của Clash of Clans, ủng hộ mình luôn các bạn nha. Vậy với cái kiểu mà nhà chính để lò như thế này thì những hôn bé như là người chơi ta hôn 8 của Trung Quốc này có ăn được khu vực nhà chính không? Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi theo dõi người chơi Trung Quốc này xử lý nha. Vâng, quyết tâm ăn 2 sao nên là thả vâng A chờ đằng kia. Rồi, như vậy là Golem đã bung ra đây. Vâng, không phải cái gì dễ dàng là cũng ăn được đâu. Vâng, nhìn cái nhà chính nó lồi ra, vâng, rất là ngon ăn. Nhưng thanh niên Trung Quốc đánh không hề có bình động đất. Vâng, thế mà lên được Titan 1. Đánh bằng combo hop, vãi đạn. Không thể đùa được với dân chơi Trung Quốc này được rồi. Vâng, đánh hop thì đúng là bá thật. Rồi, vâng, thủ nhà bằng Wish với cả là Baby Tiểu Long đã rất thành công. Không phải cứ nhà chính ở đây là các bạn có thể ăn được đâu nha. Và người chơi Trung Quốc này đang rất là tuyệt vọng rồi. Không còn cái gì để tấn công được khu vực nhà chính nữa. Hop ư, nó chỉ đập Air Defense với cả là Tesla, những công trình phòng thủ ở đây thôi. Vâng, thả liên tiếp, vâng, Wizard kìa. Vâng, Wizard đã chạy theo Balloon với cả là để ăn Queen. Ha ha ha. À, một cái bẫy rất là thông minh dụ những em Wizard vào đây. Vâng, Minion vào thì đã có đội xương bay hỗ trợ ở đây rồi. Vâng, Hawk giờ này thì làm gì em ơi. Vâng, toàn bộ đội quân vâng cắm mặt vào khu vực nhà chính và chết hết. Đấy, cái thủ hiệu quả như thế này các bạn này. Vâng, đánh bay cúp bây giờ là phải có những cái mẫu bay như thế này này. Vâng, không bị mất cúp mà lại còn được thưởng cúp đấy chứ. Và anh em lưu ý là lính thủ nhà nha. Rồi đấy, thằng Kinh lại đi lòng vòng. Vâng, thanh niên Trung Quốc cày lắm đấy. Vẫn cố gắng đánh. Vâng, nỗ lực đến đơn vị lính cuối cùng luôn. Vâng, để kiếm về vâng ít nhất là một sao. Vâng, Goblin vâng thả trong tuyệt vọng thôi em ạ. Rồi, hiệu. Và anh ấy đã ra đi. Vâng, cho luôn 19 cúp thì còn gì quý giá hơn ở trong những cái thời điểm vâng khát cúp như thế này phải không các bạn? Một mẫu bay rất là hiệu quả luôn. Vâng, tiếp theo là một trận thi đấu bằng combo Super Queen Miner vâng đặc trưng ở tower hơn 10. Ok. Sao đây, giờ sao? Vâng, ba Baby Tiểu Long đã có mặt đây để bảo vệ khu vực nhà chính rồi. Đấy. Nhiều người chơi ở tower hơn 10 vẫn cờ liêng ngang ở tower hơn 10 là chuyện bình thường các bạn nha. Nhưng đây là một mẫu bay mà nó chống từ tower hơn 10 đổ xuống, leo rank huyền thoại đỡ bị 3 sao là rất tốt luôn. Đây. Tiếp tục nào. Vâng, em Queen đã ăn được khu vực nhà chính là hiệu quả rồi. Và trận thi đấu này thì không hề có một em balloon nào để đi dò bom. Và rất may là thanh niên này không để bom đen khu vực phía ngoài mà chỉ bảo vệ quanh khu vực nhà chính thôi. Bố trí bom bẫy ở đây là khác bọt rồi. Đi Queen tiếp cận vào dọc cánh về hướng 9 giờ. Ở mặt trận bên kia thì đang có Kinh. 2 giờ xông vào. Vâng, thả đá nó mở lối cho thằng Kinh đi rồi. Dòng điện trong khu vực này. Vâng, có thả gì cứu dòng điện không? Toàn bộ Miner hướng 4 giờ 5 giờ đi về. Dòng điện. Em Queen đang tiếp cận vào rất sâu khu vực bên này. Vâng, bầy Miner được hỗ trợ thêm sức mạnh bởi những bình hồi máu rồi. Nhanh cấp cứu nhanh. Các bạn thấy được hiệu quả của cây Inferno một tia nó bố trí ở khu vực này luôn không? Ôm trọn em Queen nằm trong tầm ảnh hưởng. Em Queen gồng thì hết rồi, không có đóng băng, thiệt hại ngay lập tức. Đấy là cái lợi thế mà chống được cái Super Queen ở trong cái mẫu bay này. Vâng, một mẫu bay tha hơn 10 là rank huyền thoại là rất tốt chống 3 sao các bạn nha. Vâng, nó chống từ tha hơn 13 này, tha hơn 12, 11 này, đánh rồng điện cũng không ăn được nó này, đánh rồng lớn mắc cấp độ tha hơn 13 cũng chưa ăn được nó các bạn này. Đấy, tha hơn 8 đánh chỉ xịt này. Vâng, tiếc gì lượt like, share, đăng ký kênh Akari Gaming để cập nhật những mẫu bay cực kỳ hiệu quả như thế này phải không các bạn? Như vậy thì đánh ngang fail thì cũng chỉ có 70 mấy phần trăm thôi các bạn nha.
Tuy nhiên thiệt hại sẽ là khá lớn khi mà một thanh niên ở rank champion 1 đánh một người chơi ở huyền thoại. Chúng ta hãy cùng theo dõi trận thi đấu này. Thanh niên Tín, cáo Tín Danh bị mất bao nhiêu cúp nha. Vâng, U15 đã mất 37 cúp trong trận thi đấu này, khá là xót xa. Vâng, đã đẩy thanh niên kia lên ở rank Titan 3 luôn. Vâng, kinh khủng khiếp. Như vậy thì trong video này mình đã review cho các bạn một mẫu bầy Town 10 lao rank huyền thoại chống 3 sao rất tốt. Vâng, bị Town 13 đập không nát luôn. Và chắc chắn là mẫu bầy mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở phần mô tả của video cho anh em thoải mái copy sử dụng nha. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tới. Đừng quên ấn một nút đăng ký kênh, ủng hộ mình. Cũng như các bạn sẽ cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất, mẫu bầy cạnh tranh cực kỳ hiệu quả. Mình đi đây. Bye bye.